Mặc cho mưa gió bão bùng, anh vẫn lạnh lùng đá hết trận banh. Và hôm nay sẽ là một trận banh cực kỳ cool của mấy anh em đội Hades. Anh em cùng chờ xem nhé. Trời có vẻ hơi âm u. Chắc lát sẽ mưa to quá. Tới hơi sớm, mọi người chưa ai tới cả. Ngoài kia thì có Thánh Bèo, anh Di, Alex. Ôi, tiếng cấp cứu chạy miết. Sân trống đẹp quá, chắc kiếm một góc nào đó chụp vài tấm ảnh. Chân của mình lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên mình chỉ lên sân, chủ yếu là xem anh em đá và sống ảo. Và Đinh Thành đã tới. Nãy anh tới lúc mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ hẹn cà phê đúng không? 4 giờ hẹn cà phê. À, giờ 5 giờ rồi. 5 giờ 15 mới tới. 5 giờ 15 mới tới. Cái gì? Và mình đã bị Đinh Thành cho một pha leo cây khá là đau. Mà giờ đội bạn chưa thấy luôn nè. Ôi trời đất ơi. Trời tới thôi và chớp. Hỉ kèo thiệt hả? Và hôm nay tóc ngắn đã trở lại, không còn giống anh như ngày hôm qua. Lắc rắc rồi. Dự là mưa lớn. Rồi sao giờ ta? Sao giờ ta? Về đá banh là mỗi người phải thủ riêng chai nước. Ở sân này có một cái camera ở đây khá là thú vị. Mai mốt mà mình không quay được một số cái tình huống thì có thể xin những cái sụt từ góc này cũng khá là ok đấy. Chịu like cho chủ sân. Ở đây có một chiếc Novo với một cái... biết gắn đây làm gì nữa. Sao đây? Sao có cái này đây? Hay vậy? Đặt xuống rồi. Mẫu này là mẫu... Mercurio. Mẫu mới của Nai, chưa ra mắt. Đôi này thì theo mình giá order về là tầm khoảng 5 triệu. 5 triệu đôi này. 5 triệu là 2 triệu rưỡi chiếc chân trái và 2 triệu rưỡi chiếc chân phải. Không. 2 triệu rưỡi đôi đỏ, 2 triệu rưỡi đôi này tách ra để lấy được mỗi bên một chiếc. À, đó, rồi. 1.25. rồi, giờ còn cặp còn lại nắm đâu rồi? Nhà. Hay lắm phải không? Và chắc hủy kèo quá. Mưa rồi. Mưa rồi. Trời ơi. Và tình hình là vẫn ra sân. Ok. Mười tình. Hồ Viết Chung. Nay sao mặc áo lạ vậy anh Di? Quên đem đồ hả? Không mặc áo đồng phục đội. Lát nữa ra quán thì tự giác sọt gân nha. Anh Nghĩa. Khánh Bèo. Trở lại sau 6 tháng. Với một cái đôi giày. 4 tháng dịch với lại 2 tháng chấn thương. Tin. Hùng Su. Một nhân vật rất đặc biệt. Đây là Võ Hy Toàn, tiền vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là trụ cột trong đội tuyển bóng đá Việt Nam trong những năm 2011 đến 2015. Biết ai rồi đấy. Tình hình là mưa cũng khá lớn nên thành ra vô cởi đôi giày cái đã. Và mình cũng không mặc đồng phục. Lý do tại sao thì lát nữa mọi người sẽ biết nhé. Unchabut. Mấy giờ không? Cho khỏi ướt giày. Còn người thì chắc chắn là phải ướt rồi. Rồi đội bạn không thấy lên hủy kèo nữa thành ra chia ra quất. Tỷ số hiện tại là 1-0, đang đá 4-4 ở trong. 4 cầu. Rồi không rút xa nha. Rồi. Đã sệt hả anh Thành? Đá gì? Đang đá lật ra. Dưới đầu gối hả? Dưới đầu gối là như vậy. Không cần thủ môn đúng không? Có thủ môn. Ai thủ môn vậy? Có thể chụp cũng được.
À có thể chụp được, miễn đá dưới vào gối thôi đúng không? Rồi. 1-0 rồi, 1-0 rồi. Ủa nhưng mà sao mặc đồ vậy rồi sao biết ai ai? Ôi trời, đá banh nhìn mặt đồ. Giả mày. Ai? Ủa nhưng mà bên nào vậy ta? Tên kia. Hùng Xù, Mười Tình, Khánh Beo với lại Hồ Viết Chung. Anh Duy, Alex, anh Nghĩa, Tin Tin với lại Võ Y Toàn. Một team riêng. Mười Lưỡng Thành không chạy kìa. Trời ơi, đá banh gì. Đừng chơi sợ mưa rơi. Ổng chơi chắc cú giả man luôn á. Mình tắm mưa mình quay clip cho anh em xem luôn. Quay xong clip này về mới tự hỏi, ủa sao lúc đó mình không mặc áo mưa ta. Đang đá bố bố. Không xô. Không được xuất xa mà đá dưới đầu gối. Ở đây xuất được rồi. Bởi toàn lãnh đèn trong sân. Rất tiếc không vào. Một pha cắt bóng rất tốt của Võ Y Toàn. Hơi bỏng. Và đây là chiếc áo số 16 mang tên Theory Style. Vậy là anh em đã biết ai là người mặc áo của mình rồi nha. Đéo. Bàn thắng của tăng 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 cãi lộn nhau kìa. Lạnh quá mọi người ơi. Ý, chà. À, đỡ hụt. Mười Tình không vào. Pha cản phá rất tốt của Huy Toàn. Khánh Bèo. Không vào. Cú dứt điểm của Khánh Bèo. Lạnh quá mọi người ơi. Lạnh quá. Rung tay luôn. Tới đoạn này thì đã không lấy được âm thanh nữa rồi. Nước mưa đã che mất cái lỗ âm thanh của điện thoại di động. À, nếu anh em nào có hỏi là mình đang xài điện thoại nào để quay cái clip dưới mưa như thế này thì đây là chiếc điện thoại S21 Ultra có thể chống nước nha anh em. Tin Tin, anh Nghĩa, Huy Toàn, đường truyền lên đã bị Mười Tình cắt và giờ là tấn công cho đội của Khánh Bèo. Pha sâu kim thành công của Khánh Bèo. Mất bóng rồi. Võ Huy Toàn đã thu hồi được bóng. Phản công cho không biết đội nào nữa, hai đội đều màu vàng cả. Tiếp tục một pha cắt bóng rất tốt nữa của Mười Tình. Và bây giờ là 3-1. Không vào. Không thể tin được là Hùng Xù có thể đẹp ra ngoài trong tình huống như vừa rồi. Và vẫn còn đó.
Mũi tên. Và đã có bàn thắng rồi. Đã có bàn thắng rồi. 2-1. Trận đấu lại tiếp tục. Anh Duy Alex. Tin tin. Step over. 1-1 với Hùng Su. Sân bóng đã ngập nước rồi. Huy Toàn. Anh Duy Alex không vào. Lại một pha bóng nữa. Cách goal chỉ 1 mét thôi. Nhưng vẫn đệm ra ngoài. Và giờ là Khánh Bèo. Dứt điểm, không vào. Chắc vào trong. Lạnh chịu không nổi luôn. Mọi người vẫn tiếp tục đá. Chụp gôn kỳ vậy. Phản công ngược. Bởi Toàn. Dịch banh. Chị nghiêng. Ôi không vào. Bị nước cản lại rồi. Phản công ngược. Khánh Bèo. Mười tình. Chị Trùng đang đánh với một mình anh Di Alex. Vẫn chưa có bàn thắng. Hay quá. Khó dự. Phải vậy chứ khó ăn. Wow. Ok ok. Quá hay. Bàn thắng của Khánh Bèo. Nghỉ đi nghỉ đi. Lạnh quá lạnh quá. Vô 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 vô. Ok. Hay quá mấy ơi. Win. Yeah. Niềm đam mê bất tận. Nói chứ anh em đừng bắt chước mình nha. Đá banh dưới 10 như thế này thì ngày hôm sau sẽ dễ bị cảm bệnh, rồi ảnh hưởng với việc học tập, rồi công việc đi làm nữa. Nên vui thôi, đừng vui quá. Không thấy lạnh lùng đâu, chỉ thấy lạnh trống anh em à. Lạnh kinh khủng luôn. Lạnh kinh khủng luôn. Mưa vẫn còn lớn á. Thôi, clip để đây kết thúc ha. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh của mình nha. Rồi bạn đi, xin chào, gặp lại, bye. À quên, cũng chưa hết đâu, còn một đoạn nữa. Tại vì ước, chạy về, tại vì ước. Bye.